cuối cùng là anh bị gì? Anh bị một cái tảng đá to đè xuống chân. Dạ. Mâm như cái mâm mình cỡ cái này đó. À, nó là một cái mâm hả? Bồn nước. À, cái bồn nước. Đó, rồi xong rồi, nó ngã xuống. Nó có cái chỗ giữa, dạ, người ta đặt lên thôi chứ không có xây lại. Để là sometimes nó bị... phải nói chuyện mình phải tiếng Mỹ á. À vậy. Ok. Sometimes nó bị break, hay là nó bị dirty ở trong á. Ok. Đi học chưa? Get out. Okay. Không thể là repair, là sửa, là clean á. Ok, ok. Your English is good. You too. Thank you. Đúng kiểu á. Cái lý thank you. Lâu rồi anh? Tôi đi học rồi xíu về. Đi học hả? Nói chung là đó là gặp lần nào cho mặt đẹp hết trơn nha, anh tỷ. Thì đó, cái lần em chỉ cho anh đó. Thì để em chỉ tiếp cho. Biết sao không? Chỉ là sẽ đẹp, trời sẽ đẹp như trời. Mình quên rằng là do nó trẻ. Trẻ hả? Ủa anh làm mấy năm nay em nhiêu tuổi không? Em 30 là cộng gì? Yes. Đúng không? Ba hả? Ba cũng mà ngon quá, đâu có ăn thua gì đâu chứ. Ngon chứ, ở ngoài đó đoán em là 27, 28 đâu. Anh nhận biết tôi. Tính nói nhiều hơn rồi, đang nói ai cái vụ đi Mỹ. Thì á, lúc đầu á, Nhân đi Mỹ thì Nhân cũng có tâm sự với ảnh nhiều. Tại đó là lần đầu tiên của Nhân. Cho nên là Nhân cũng hồi hộp lo lắng nhiều mọi người. Tại vì Nhân không biết là ở bển cách làm việc làm sao, rồi cái cách vận hành show làm sao, Nhân không có biết. Cho nên là Nhân cũng hỏi ảnh nhiều lắm. Thì sau khi đi Mỹ về thì chắc là sẽ không đi nữa đâu. Tại vì nó lạnh quá anh ơi, mà em bị viêm xoang kiểu là mãn tính á. Cho nên là em qua bển là đầu em nhức ông luôn. Em ơi lộn rồi nha. Viêm xoang là tới Mỹ là tự hết. Em công nhận một điều là không khí rất trong lành. Em rất công nhận điều đó, nhưng mà nó lạnh quá em bị nhức mũi. Vậy hả? Dạ. Em chưa quen á, lần nữa đi là em quen liền à. Trời ơi, nước mắt nước mũi em chảy tầm lem luôn á. Dạ. Lúc mà lạnh ở châu Âu nữa, lần tiên anh bị đi cũng vậy đó. Yeah. Nhưng mà em ơi, khán giả thương em, anh nhìn thấy hết rồi, khán giả rưng 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 em lắm. Thì không nên nói không đi nữa. Không, em giỡn á, cho em đi chứ. Dạ. Biết sao, mình chọn mùa hè mình đi. Dạ đúng rồi ha. Yeah. Dạ. Em công nhận một điều là khán giả rất đáng yêu nha. Chứ sao? Đáng yêu quá, khán giả rất đáng yêu luôn. Mà bây giờ để có những cái show mà đông khán giả tới xem, ngay thậm chí ngay Việt Nam cũng khó làm. Dạ. Dạ. Đúng không? Rồi chừng nào anh mới được vận hành nó lại? Tập với em xong đó. Chờ em thôi đó. Nó vẫn chơi chứ. Yeah. Anh là 20 ngày rồi, còn 10 ngày nữa. Là nó sẽ ổn rồi. Ừ. Yeah. Trời ơi, không ngờ. Dễ thương quá, tóc này đẹp rồi nha. Dạ, thì hồi trước em cũng để mà nó hơi dài. Ừ. Nên về em làm ngắn nó lại bớt rồi. Dễ thương. Dạ. Anh cũng để cho polo kiểu này. Dạ. Tự nhiên cái đi học. Tự nhiên cái đi học. Thì người ta đi học trước. Trời ơi, ở nhà là trời ơi. Em lì xì nhỏ nè. Trời đất ơi, ôi kìa, Tết rồi. Chưa đủ, anh thấy bất ngờ quá. Tết rồi, anh bất ngờ thêm chút nữa làm lại. Ủa gì vậy? Liếm người lên cho em. Em lì xì nhỏ nè. Trời ơi. Trời ơi, dữ vậy. Trời ơi, qua Tết rồi em ơi. Mời kẻ. Trời ơi, qua Tết rồi, đừng làm kỳ lắm em ơi. Nha. Lấy lòng năm. Tôi điên không mọi người? Tôi điên không? Phải, cái số nó phải đáp ứng được nó mới vô được mọi người. Ủa thần số học của anh số mấy vậy? Thần số 3, thần số mấy? Thần số 7. Dạ, 37 hợp nha. Ừ, được. Nó ghép đôi cái gì mà mua Bluetooth hay cái gì mà ghép đôi cái tần số nó cùng tần số bắt được nha mọi người. Cảm ơn bé nhiều nha. Dạ. Polo cảm ơn chú nhiều. Thì đó hồi nãy hỏi có thằng nhỏ nhà không đó. Áp lực quá, 1, 2, 3 cái máy. Dễ thương quá áp lực hết trơn á. Đừng quan tâm tới đó. Đây là tất cả những người trợ lý của anh hết luôn hả? Dạ, cái này của tập đoàn Mel Entertainment. Tập đoàn đang hot, đang lên rất gần trời hiện nay. Mel Entertainment là chuyến đó. Cái kênh TikTok mà hay up anh đó đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình nghe trước một cái phần là cho nhớ. Em nhớ chuyện bà vô học không? Ôn không? Dạ, chắc cũng nhớ sơ sơ. Rồi, sau này là hiểu rồi. Dạ, anh sẽ mở cái phần kia lên. Hay là mình nghe sơ cái đi ha. Dạ. Rồi đi bé. Đêm nay trên phố anh ơi bơi mình, nghe nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho em vui, làm sao cho em vui, làm môi trên đôi môi, môi quê.
đến cô đến rồi. Ôi dám có sư phụ riêng cái này quá trời luôn. Ôi đồng bình hát là sợ mất mình rồi luôn. Sợ mất mình tự còn đây. Nghe chửi chân. Biết rồi, em nghĩ cái chân mét cũng mất cái chân. Ghê chưa, nó thân như bà vậy luôn đó. Tất cả cái pha nhạc của Cưng còn phải không? Hay cần anh gửi? Dạ em còn, em còn. Cái lúc mà để cho có giọng anh để cho em tập hết. Dạ con. Cảm ơn Cưng nhiều em. Dạ, bye bye anh. Anh dưỡng bệnh nha. Nói với anh là chuyển cái hồng cá lên trên xe của Nhân nha. Hả? Cái gì nó nhạc? Cái hộp cá em thích với mồ đi, không được hỏi nữa. Cá anh, cá trà bông hay là sao? Trà bông với là cá hộp luôn, hai thứ luôn. Được. Thank you. Bye bye anh. Thủ âm không lấy tiền mà lấy hộp cá không có mọi người. Không, em đưa anh đi làm thôi. Đưa anh em về. Chào em, chào. Dạ.